thân. Nào, khí huyết nó đưa lên trên, gập cổ xuống một chút. Đúng rồi. Chẳng có đau đớn gì. À, cười. Đấy. Rồi, há ra. Chỗ này nó hơi vuông lên một chút này. Đang chạy đi lên xuống này. Cười. Cười. Xinh không? Đấy, rồi. Nhìn ở trên này, hàm ở trên này, đây này. Cái cắt ở trên này là coi như bên này thì cúp, bên này thì xòe này. Đấy, răng đây này, nhìn nhá. Răng có phải răng đi siêu về phía này chưa? Nào, miệng này. Gập cổ xuống chút. Ừ, cái gì? Ừ, cười. Xinh luôn. Này, này cho ngắm này nhá. Nào. Nhìn thấy cái miệng đã tròn trịa hơn chưa? Xinh chưa? Đấy. Giờ cho ngắm lại cái kia răng cửa. Có thấy nó siêu bên này không? Bây giờ lái để nó sang đây nhá. Cười. Tốt hơn nhiều rồi. Đấy, trông nó bây giờ nó đều như là cái hạt bắp này chứ. Thấy không? Rõ ra. Cười. Cười xinh. Đây là toàn son xiên dính mà nhá. Thế 2 tuổi nó làm nó còn hám mỏ như sáo hay là lo gì mà. Nhìn thấy không? Điều không? Vâng. Đấy, còn nhìn đi. Thấy không? Chỗ này nó còn hơi khuất tí này. Cho nó nở lốt chỗ này ra này. Trả tiền niềm răng nhá. Từ từ mới cảm nhận được. Vừa nhìn một phát nó sốc. Sốc. Nó sợ sốc. Cười. Sốc luôn. Thấy chưa? Có thấy xinh không? Đấy, rồi mẹ con bác sĩ răng. Bác sĩ răng này, đầy mấy người bác sĩ, nha sĩ thẩm mỹ này đi học đấy nhá. Đấy, xinh không? Con chỉ lấy ông tập. Có chứ. Đây này. Đấy, bé nhìn thấy không? Lúc nãy chỗ này hóp, bây giờ khi mà nới cái này ra, chỗ này đầy, má đỡ hóp chưa? Thấy không? Bây giờ này chỉ một lúc nữa thì nó chả khác gì là ở trong cái trang miều của cái cuốn tình sử Angelic ấy. Thấy không? Nào, bây giờ nhá, sống có nhìn không? Tức là cái chỗ này nó hóm đúng chưa? Bây giờ con nâng ngay chỗ này lên nhá. Cho nó đỡ thâm ở vùng dưới của mắt nhá. Chỗ đấy thâm. Ngậm môi. Đúng rồi. Nhìn. Nhìn đi. Bày lên đấy, thấy chưa? Bây giờ con này thấy cực kỳ điệu đàng luôn. Con mắt bên này nhỏ nhỉ? Mắt bên này lớn ra này. Thấy chưa? Con mắt đấy cực kỳ êm ả luôn. Cái này nó bên nào hơi xách không? Ghẹ hơi xách. Nhưng bây giờ nó mạnh. Cung to đều, cái mắt nó ngược như cái lá. Đấy. Bây giờ để như thế nhá. bên này thôi nhá. Ngậm. Cái này vài buổi là xinh xắn ngay. Cái 5 buổi đấy. 5 buổi. Phải 5 buổi. Nhìn. Thấy chưa? Thấy đỡ trúng chưa? Trông mặt nó khác hẳn đấy. Nó sáng hơn. Không có vùng tối. Đó, cái đấy là đấy bà nói mới đưa cảm nhận đấy chí. Nhé. Thấy chưa? Con về con cũng sẽ cảm nhận. Làm nó quá nhẹ đến đầu đấy luôn á. Cho hết tóc lên trên. Nó nhiệt mà cũng là như này, nó nhiệt. Nó to một tí. Đúng rồi. Đây, nhiệt luôn. Đầy hẳn lên chưa? Má mắt này, được không? Đấy, nó đầy hẳn lên mà nó không bị mất như lúc đấy thôi.
chưa? Còn bây giờ nhá, cô lại còn cho mắt to lên một chút nữa và nâng cái mắt này nào. Vừa thành người khác. Sao con thấy cái tròng mắt của sang của con càng ngày nó càng to ra là sao? Cái gì? Cái chỗ đầu ấy á, nó càng ngày càng to ra. Nó bị kéo chiếu cái chỗ này xuống thì nó chả kéo lấy ra. Nhưng đây nhá, mình lại nâng và nâng cái chỗ này lên này. Để cho cái mí mắt nó không bị sụt xuống, mắt nó to nhưng mà nó không bị kéo cái chỗ đầu này xuống. Chỗ này nó trũng xuống này nó chả kéo vào những cái đầu mắt ra. Đấy. 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 Mắt nó bị mở to. Bạn ba đang bảo vừa vừa đâu có lại thầy khác. Không nhận được. Bay dáng lưng mày luôn đấy. Ừ. Thấy không? Cảm nhận được ngay nhỉ. Đi chữa bệnh này ra bao nhiêu vấn đề, xinh đẹp như mi, đẹp như mi thanh ngọc tú chưa? Bàn tay vàng đấy. Coi như là bây giờ nha, cho cả cái vùng da ở trên này đã sáng. Bởi vì nó đưa lên đây nó bị kém rồi thì trên sáng. Thấy chưa, nó sáng hẳn cái này con thấy không? Sáng hẳn cái bọng mắt ở dưới lúc nãy thâm xì. Thấy quay hai máy. Ui giời dạ, ơi, quay một cái rồi nó gửi gớm. Rồi. Bây giờ nhá, cháu nhìn ấy. Cái mũi này. Đúng rồi. Hai cái lỗ mũi nó khác nhau không? Luôn cân, đấy không? Cân. Cái này công nhận. Trước là một bên thì tròn, bên thì dẹt. Cái này nhìn thấy luôn này. Bây giờ nhá, thì chỗ này này, để cho nó khỏi bị nhòm xuống cái này này. Thì cái này cô phải nâng lên một tí nữa. Nâng cái chỗ này lên một tí thì cái chỗ đầu này nó không bị ra lại à. Chỉnh sửa tất cả các cái kiểu mũi mà đã làm mà lại vẫn bị lệch. Làm là bao giờ cũng phải lệch. Đúng rồi. Không bao giờ đầu mà. Méo thì là khắc là mũi nó lệch thôi. Nhìn, thấy chưa? Thấy khác chưa? Mũi nó đỡ nhòm nhòm đúng chưa? Đấy. Cô chỉnh hết cả lên đi cô. Cho hết cả lên à? Cô không cần hết, mình chỉ cần nó vừa tới thôi. Chỉ nó hết mà chị hách lên để cho vợ xấu bạn ở xấu. Trên này này đưa lên một cái là nó đỡ luôn ở cái chỗ mình nâng cái này lên thì nó mới không bị tụt xuống. Thường lúc đầu làm nó không bị tụt xuống nhưng về sau nó theo thời gian nó cũng chịu nó hút trái đất mà nó lên thật quá đấy chân nó lên thật quá thế bảo lên hết luôn rồi, đi các kiểu có người đi làm trong miền Nam mà đi làm mũi ba lần xong đỏ hỏn hết cả cái chỗ này xong là cuối cùng là mình làm cho chỉnh ở cái đầu một cái là đỡ luôn mà hết cả mũi đỏ luôn. Ấn đâu cô, ấn tạm dừng rồi, ấn ở đấy đây. Ấn ở đâu á, cô biết đâu. Cô chịu. Sắp hết giờ. Ờ, thì đây vẫn đang ấy đâu. Hết rồi. Nhưng mà lúc nào để lưu lại em? Hết thời gian rồi, 8 phút bao nhiêu rồi?